Thưa quý sư, thưa quý sư con, hôm nay là ngày 19 tháng 4 2021, chúng ta học tiếp vào bài Kinh Thiên Sứ. Mình nhớ rằng là chúng ta đi ngang qua hai phần, và hôm nay mình đi đến cái phần thứ ba của bức này. Mình đi vô nội dung kinh ngang, chia ra mấy phần. Đầu tiên là mình đã nhìn mắt. Cái điểm này rất là quan trọng. Các vị nhìn vào Trung Bộ Kinh, các vị nhìn vào Trung A Hàm, để cho thì thấy một điều rất khác biệt, đó là để cho chúng ta có niềm tin về cái chiều dài nhân quả tổ phước rất là nhiều đời mà chúng sinh giữa trần gian này không có nhận ra. Ngài phải dùng đến bốn cái ví dụ, như năm cái ví dụ trong kinh Trung A Hàm. Trung Bộ Kinh thì chỉ dùng một cái ví dụ thôi, nhưng người đứng ở trên lầu cao quan sát rất là tỏ tường, thấy cái ngôi nhà hai cửa, một đoàn người đi vô và một đoàn người đi ra, tức là Ngài nhìn rõ tỏ tường nhân quả nghiệp báo của chúng sinh làm ác làm thiện, lạc và ba cõi sáu đường ra làm sao. Đó là cái dẫn khởi trước khi Ngài nói Kinh Thiên Sứ này. Cái nội dung bên trong thì nó cũng có những cái phần rất quan trọng, là khi Diêm Vương xử tội những tội nhân, cái trọng tâm đó là Ngài hỏi rằng ông có thấy những vị thiên sứ bên cạnh nhắc hiện ra và làm cái tác động để ông nhận diện rằng là cuộc đời này nó có những cái may mắn và những cái rủi ro xảy ra sau khi chết hay không. Thì tội nhân nó giờ không thấy thiên sứ báo tin. Và cái đoạn kết của hai kinh, tức là Trung Bộ và A Hàm, đều giống nhau, đó là Diêm Vương có một lời khuyến tấn là các ông nên biết con đường ác hạnh dẫn đến ác quả này không phải do bố mẹ sai khiến, không phải do ai thần linh hay là vị giáo chủ nào đẩy ông đến cái con đường khốn khổ như thế này, mà chính ông mới tự tạo cho mình thôi. Và những lời khuyến tấn này nó ứng dụng vào đời sống của chúng ta tu tập, thì các vị thấy rằng là đây là một lời cảnh tỉnh. Tất nhiên là nơi đây thì nói rằng lời cảnh tỉnh của Diêm Vương, thế nhưng mà ta nên nhớ rằng là lời cảnh tỉnh này là cảnh tỉnh của Thế Tôn Tổ Chư Tỳ Kheo. Và để làm cho chúng ta có niềm tin rằng là với mắt của Bậc Thánh nhìn tỏ tường cái con đường tử sinh trong ba cõi nó rất là đáng sợ, nhất là cái nhân tạo ra. Do vậy cho nên Ngài dùng tới bốn cái ví dụ trong kinh Trung Bộ Trung A Hàm, một cái ví dụ trong Trung Bộ. Cho nên ở đây ta khai thác là mắt của Phật. Vậy như vậy, điều thứ nhất, các vị biết rằng mà khi người ta nói Thế Tôn thì người ta nói tới cái gì? Tam thân, tức là tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông nghe. Ba thân bốn trí năm mắt sáu đường thông. Để mình nêu những cái điều này để cho đại chúng tra khảo. Tất nhiên là các vị phải học thuộc lòng cái nội dung của cái điều người ta tán thán về Đức Thế Tôn trong những câu kệ ngữ rất ngắn, nhưng mà đã hàm được đức hạnh của Ngài, năng lực của Ngài, trí tuệ của Ngài. Và còn câu nữa là câu gì? Là tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông. Còn cái câu thứ hai là tứ vô ý chi nữa, thập lực và thập bát bất cộng pháp. Tiếp hai là từ ngữ Phật học, và những cái pháp số này nó rất là gần gũi và nó cũng rất cần cho chúng ta. Thế nhưng mà có khi mình rất là lơ là, không có chịu tra khảo. Đôi khi mình nghĩ rằng là những cái điều mình biết về giáo lý đạo Phật nó đã đủ, nhưng mà thưa các vị, dĩ nhiên mình còn nghèo lắm nghe. Các vị mà chưa biết hết nội dung của những cái phần mình nêu ra đây thì các vị còn rất nghèo về Đức Thế Tôn. Xin thưa thẳng như vậy. Cho nên phải tra ra 37 phẩm học thuộc lòng, đó là chuyện bình thường.
Cái này là nhu cầu tất yếu của người tu sĩ thôi. Nhưng mà đây là những cái vấn đề nó liên hệ đến đời sống của ta. Và mình gọi ra chứ còn mình không giải thích hết, nhưng mà mình nêu một vấn đề nhỏ thôi thì các vị nhận ra là cái khả năng hững hờ chúng ta rất lớn, đó là thập bát bất trụ pháp. Đây là nội dung thân tâm của Đức Thế Tôn, năng lực của Thế Tôn, trí tuệ và đức hạnh Đức Thế Tôn gồm trong 18 món bất cộng này. Chư Thiên không có, Thinh Văn không có, Bồ Tát không có, đừng nói phàm phu nghe. Và thưa các vị, trong đây nó có ba pháp bất cộng, và nếu chúng ta hiểu thì chúng ta có thể ứng dụng nó để làm một việc giản dị là làm điều ngự tử. Các vị không có thể trốn đâu, bảo rằng tôi không phải là điều ngự tử nha. Tại vì Pháp Pháp Vụ Như Lai, hiển nhiên ta là điện tử, là con Đức Thế Tôn rồi đó. Thế rồi, Đức Thế Tôn có một cái bất cộng rất đặc thù, đó là nhất thiết thân nghiệp tùng trí tuệ hành nha. Ba đặc tính này rất là dễ thuộc, và nếu chúng ta không biết á, thì thưa các vị là các vị vô cùng là bất hiếu. Xin dùng cái từ chính xác, bất hiếu ạ. Tức là thân nghiệp của Như Lai không có sơ thất, không có vụng về. Tại vì thân nghiệp của Ngài nó từ trí tuệ biểu hiện, chứ không phải là từ lậu hoặc phàm phu biểu hiện. Cái nhìn của Ngài, cái đứng của Ngài, cái nói của Ngài, cái đi của Ngài, cái đưa tay, nhau mắt, nhướng mày, tất cả những cái vận động của thân đều từ trí tuệ. Nói như vậy thì nhìn như nó hơi xa vời, chúng ta không có thể thấy rằng là mình có một phần của Đức Như Lai. Nói thế này dễ hiểu nè. Đặt chân vào thế giới Già Lan, cái việc đứng đi nói cười nghiêng đầu nheo mắt nhướng mày đưa tay co duỗi, các vị không làm cho năng lực chánh niệm của các vị bao trùm và chiếu sáng mọi động thái là các vị trái với quy chế Đức Như Lai. Chẳng gì vậy thôi, tức là phải có chánh niệm trong từng cái đứng đi, từng cái co duỗi, từng cái nghiêng đầu nhắm mắt nhớ mà. Tùng trí tuệ hành, đừng có nghĩ gì xa vời cả. Đó là các vị luôn có chánh niệm trong mọi động thái thì gọi là tùng trí tuệ hành nhé. Và cái điều đặc thù nó đây, ngay ban đầu bước vào chùa tu thì chúng ta đã được dạy điều này, chứ có phải là nó xa vời chi đâu. Các vị học tỳ ni thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sinh là bắt đầu vào con đường trí tuệ hành rồi. Thế mà ta nghĩ cái này nó xa vời, chỉ trên văn nghĩa, chỉ trên lý luận, cho nên mình giải thích để các vị thấy mình phải ứng dụng. Điều thứ hai, nếu mình ứng dụng được như thế này, thưa các vị, mắt mình, cái nhìn của mình nó không có phải phải là tương ứng với nghiệp thức phạm vô nghe, nó không u ám, nó không có xấu xa, nó không có vẩn đục. Cái điều này mình nói nó không bao giờ dư đâu. Thưa đại chúng rằng đã có những cơ hội tiếp xúc với một số các thầy. Thưa các vị, tu thì cứ tu nhưng mà họ lăng xăng ngồi không yên, đứng không yên, rất bất an trong mọi động thái. Đó là mình nói cái chiều cạn. Chiều tinh tế hơn, thưa các vị, nhìn mắt của họ là thấy cái sự tham muốn khát khao nó tràn đầy. Với mấy cô mình không có tiếp xúc cho nên mình không dám nói, nhưng mà bên một số các vị tăng trẻ bây giờ, thưa các vị, luyện được nhân cách để có được cái phẩm chất của người tu, để làm thành cái niềm cảm hứng, thưa các vị, không đơn giản nha. Và các vị lắng nghe mình hay dùng cái từ niềm cảm hứng á, các vị tưởng đâu là cái gì ghê gớm để tác động cho người ta làm thơ đó. Niềm cảm hứng có nghĩa là cái phong cách của người tu có mặt giữa trần đời này. Cái đứng đi nói cười của các vị là một loại kích thích tốt phát triển đạo tâm lên người Phật tử. Người ta xin kính trọng đối Tam Bảo, đối với Pháp, đối với Tăng. Không phải là nghe các vị nói dông dài, một bài pháp thoại dài tiếng rưỡi đâu. Ai rảnh đâu mà ngồi đâu mà nghe. Ta chỉ cần nhìn các vị đi, thấy các vị ngồi, gật đầu chào,
Mặt ngoài tràn đầy hỷ lạc, vậy ta đã có cảm tình với đạo Phật, người ta kính ngưỡng người tu rồi. Cho nên nhất thiết thân nghiệp tùng trí tuệ hành chỉ như Như Lai, mà đừng nghĩ rằng mà điều này không có nơi ta. Thưa đại chúng, rằng là khi các vị bước vào chùa những ngày đầu thực tập thì các vị đã có nhất thiết thân nghiệp tùng trí tuệ hành này nghe. Điều này đâu có ngăn chế, cái quan trọng anh có chịu làm hay không mà thôi. Anh có chịu bỏ đi tập khí cũ, tập khí lăng xăng, tập khí vội vàng, tập khí cập rập, anh chỉ cần làm một việc, tập ngồi cho yên, tập đứng cho yên, và tập nói năng, tập ăn uống, tập để dép, để dài, tập phơi khăn, phơi áo, tập mang cái áo lên cho nó đàng hoàng, là thưa các vị đã có được phẩm chất nhất thiết thân nghiệp tùng trí tuệ hành này nghe. Anh và Hòa Thượng hay là chi đó cũng cần biết, tôi nhìn năm tôi biết là anh thấm tương giao chưa. Và điều này những người tu như chúng ta tới một vài ba năm thì đều nhận ra điều này đó nghe. Do vậy thưa các vị, một trong đặc tính của thập bát bát cộng pháp đâu phải là cái gì xa lạ, chỉ có Phật mới có, mà chúng ta cũng đang đi vào điều này. Đây là điều thứ nhất, một trong thập bát bát cộng pháp. Bất cộng pháp thứ hai là nhất thiết khẩu nghiệp tùng trí tuệ hành. Tất cả nói năng của anh đều từ trí tuệ phát sinh, không hề từ tham, từ sân, từ si phát sinh nha. Và nếu người tu chúng ta không có cái miệng có được năng lực chánh niệm để nói năng cẩn trọng, ưng nói thì nói, và khi giận, khi buồn, khi ghét, thưa các vị mở miệng ra thì ta đầy những cái phê bình phán xét, hoặc lúc bình thường gặp nhau mình cứ đem những câu chuyện vớ vẩn thị phi của bạn bè huynh đệ pháp hữu mình, của chùa viện, làm quà cho nhau để có một chút niềm vui phù thế, thì thưa các vị đây là một loại sai lầm rất lớn nha. Cho nên nhớ là nhất thiết khẩu nghiệp tùng trí tuệ hành là như vậy. Điều thứ ba, nó cũng gần chúng ta nữa, mà nó cũng rất là xa, đó là nhất thiết ý nghiệp. Tùng trí tuệ hành. Nó hàm nghĩa rằng là mọi khởi ý, mọi nghĩ suy, tất cả dòng chảy ý thức mà nó cuồn cuộn, nó chảy ngang thì các vị luôn là được cái người quan sát đó, quan sát dòng ý nghĩ của các vị. Cái điều này không khó khăn chi. Khi người ta có năng lực chánh niệm về thân thì sẽ có năng lực chánh niệm về khẩu và có năng lực chánh niệm về ý. Mình quan sát được dòng ý thức của mình thì nó có hai cái điều đặc thù. Điều thứ nhất là điều chỉnh được dòng chảy suy nghĩ của mình theo mình mong muốn. Điều chỉnh có nghĩa là chi? Thưa các vị, mình có quyền sử dụng nó như một thanh nô lệ, như một loại phương tiện tiện dụng cần làm việc. Và mình cũng có quyền đóng nó lại, tắt nó xuống để cho tâm thức mình rảnh rang, yên lặng, tỉnh tại, nghỉ ngơi. Làm được điều này, thưa đại chúng, rằng là dường như cái đầu chúng ta nó không có nóng, nó không có hao tán thần lực, nó có năng lực tập trung rất lớn. Học một bài thơ, đọc một đăng kinh, vân vân. Thưa đại chúng rằng là rất dễ dàng để các vị ký ức về đó, tức là nhớ về đó, không phải có năng chi. Ý của mình nó không có lặng, nó không có lằng nhằng, nó có sự tập trung nhất định. Các vị ngồi trong đêm vắng, các vị vẫn có thể là hồi tưởng lại những đăng kinh, các vị đọc từng chữ được. Trong tương lai, khi có được năng lực thực tập thế này rồi, thưa đại chúng rằng cái việc rất tự nhiên đó là ta sẽ làm được một điều tuyệt vời, đó là ta có quyền sắp xếp ý tưởng ta trước khi ta nói những vấn đề gì đó. Điều này nó là lẽ tự nhiên ha. Lẽ tự nhiên. Các vị biết rằng là năng lực đọc chữ của chúng ta nó chậm hơn là năng lực đọc chữ bằng mắt và năng lực của trí não.
Các vị đọc ra miệng thì tiếng đó và tiếng kia nó có một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng các vị đọc bằng mắt, các vị lướt trên trang giấy thì thưa đại chúng là rất là nhanh. Điều này nó minh chứng một điều rằng là nếu mình có khả năng thực tập ngay từ lúc mình mới vào chùa, thưa đại chúng rằng là ta có khả năng càng già, khả năng điều chỉnh của chúng ta về ngôn ngữ càng chuẩn mực. Chắc chắn một điều rằng là mình nói dù vấn đề đó ngắn hay dài, mình làm chủ được thời gian mình nói. Điều thứ hai là sắp xếp được bố cục mình nói. Điều thứ ba nữa là nói rất gọn, rất ngắn, không như không thừa. Nói một cái từ nhà quê như vậy, đó là nói cục, chấm dứt, xong ngay, không như. Đó là như vậy. Đây là ba nét ở trong thập bát bất động pháp cho Như Lai. Mình giải thích điều này sẽ dĩ mình thấy nó rất là liên hệ với đời sống chúng ta. Nhưng mà cái chuyện chính mình gọi ra đây để cho các vị nhớ rằng là nội dung người ta tán thán Đức Phật nó có những phần như thế này nhé. Tán thán về ngoại phi, tức là ngoài hình thức đó, là Đức Thế Tôn có cái gì? Tam thập nhị tướng, bát thập tùy hình hảo, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thưa các vị, nếu Đức Phật chỉ có ngàn đó thì chư thiên Đế Thích có ngay. Cho nên cái nội dung này chúng ta là những người đệ tử Như Lai phải thuộc lao tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông tứ vô sở quý thập lực và thập bát quán tịnh pháp, đọc thuộc lòng rất là nhuần nhuyễn. Đây là điều thứ nhất mình gọi ra trước khi mình nói về năm con mắt của Đức Thế Tôn. Đây là câu chuyện đi vô việc chính mà mình nói về năm con mắt này. Tôi nghĩ chắc ai cũng biết điều này, thế nhưng mà mình gọi ra: một là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là pháp nhãn, bốn là tuệ nhãn, năm là phần nhãn. Cái phần này thì chúng ta đều có rồi. Tuy nhiên, cái thế giới khoa học bây giờ ngoài cái nhục nhãn này thì nó có thể gắn được viễn vọng kính. Viễn vọng kính nó nhìn cả thiên hà vũ trụ, nó đếm được bao nhiêu triệu vì sao. Nó thấy cái dải ngân hà chúng ta là hằng hà xa số, cho nên từ nhục nhãn này nó bước vào nhục nhãn dường như nó có sự liên hệ ngay. Do vậy, thưa các vị, thiên nhãn này nếu mình định nghĩa theo cái tư duy của hàng phàm phu chúng ta mà nhìn thì thưa đại chúng, khi có phước tu tập ở nhân gian, đạt đến một mức độ nào đó thì người ta tự nhiên có cái nhìn lành thiện như những vị thiên, cho nên cũng gọi là thiên nhãn. Nhục nhãn này nó có nhiều phần. Phần thứ nhất đó là con mắt của phàm phu rất phàm. Ngoài cái con mắt phàm phu bình thường nhìn không xuyên qua tường qua mắt, mình nói rất phàm đây là nó nhìn theo nghiệp của nó, gọi là rất là phàm. Đàn đến một cái chiều cao, thưa các vị, tương ứng với phước lành của loài người thì con mắt của con người này họ nhìn bằng cái nhìn của phước lành nhân gian, cho nên trong cái ánh nhìn của nó có được phước lành của cõi thiên, của cõi người á. Cõi người làm sao mình định nghĩa được đây? Thưa các vị, trên cái nền tảng phước lành là có được năm giới là căn bản xây dựng nên một tâm hồn đủ hiền, đủ không gian tham, đủ chân thật, có trí tuệ nhất định, tại vì không uống rượu thì có trí tuệ nhất định, và không có đục ngầu dục vọng thì được gọi là phàm thường chứ không phải là rất phàm. Cái nhìn này tôi nói nó tương đương với cái phước lành của cõi người, cho nên ta gọi đây là nhục nhãn. Cái chuyện giải thích trong kinh thì chuyện đó các vị trang vô ngay, nhưng mà mình có nói đây để quy chiếu về pháp tu thôi. Do vậy thưa các vị, từ cái cõi phàm này ở hàng thấp đó thì tùy vào con mắt nghiệp của chúng ta nhìn mọi thứ theo cái nghiệp ác của chúng ta.
Thế rồi nếu phước ta tương đương với cõi người, ta nhìn mọi người, mọi đối tượng bằng con mắt bình thường của phước lành của người có mặt giữa nhân gian. Tuy nhiên, trong cái cõi phàm này lại có những con người họ có cái phước lành của chư thiên đây, do vậy cho nên họ có thể làm được một điều, đó là cái nhìn họ tương đương với 10 nghiệp lành, cái phước lành của những vị thiên đế. Từ nền tảng phước lành thiên đế, họ mới có thể tạo ra một cái loại dụng cụ vật lý. Họ như là có khả năng của thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông của các vị trời vậy, có thể nghe hàng xa tới hàng triệu triệu dặm, có thể thấy hàng xa tới những vì sao rất xa. Cái phương tiện khoa học bây giờ nó là vậy, và có thể đọc được tâm lý của con người, nghe được tiếng nói thì thầm của gan của ruột con người. Cho nên thưa các vị, phước lành cõi người này nó không phải là đơn thuần của cõi người, mà nó có phước lành của thiên nhãn đi vô cái cõi người này, nó tạo thành cái sự nâng cấp của trí tuệ. Đây là ta nói về sự liên hệ của nhục nhãn và thiên nhãn. Thế nhưng nó hạn chế trong phạm vi của cõi người và cõi trời thôi, tức là nó có khả năng có thần thông, có khả năng soi tỏ từng hạt bụi, có khả năng là đẩy một chiếc phi thuyền lên sao Hỏa sao Kim để khám thám hiểm sao Hỏa sao Kim. Thế nhưng mà nó lại không đạt đến chiều kích pháp nhãn thế nào. Cho nên ba phần dưới này thưa các vị, năng lực tu tập phát triển trí tuệ thành tựu thôi, chứ còn không có khả năng từ sự phước lành của hữu lậu mà có thể đạt đến cái tầng pháp nhãn này nhé. Tuy nhiên nếu không có phước lành hữu lậu thì không thể có được cái nhìn đủ thông tuệ, không thể có được niềm tin về cảnh giới bên sau của cái chết, và không càng không có niềm tin về các pháp vốn là tự tánh nó là không nghe. Đạt đến tầng pháp nhãn thì kinh văn giải thích rằng các vị thiên văn thấu tỏ được các pháp vốn là không. Đây là kinh văn nha. Và khi thấu tỏ được bản chất của các pháp vốn là không thì thưa các vị, không có đơn giản dùng kính hiển vi, không có đơn giản dùng cái loại kính gì chiếu xa hàng triệu triệu dặm mà có thể thấy được các pháp vốn là không. Tại vì cái này nó từ chủ quan của công phu tu, chứ không phải là từ đối tượng không hay có. Tại vì liễu ngộ được các pháp vốn là không, đó là từ năng lực trí tuệ do tu tập, do quán chiếu. Cho nên nương chánh pháp Như Lai, hành trì lời Như Lai dạy, đến cuối cùng quán chiếu là tự tánh các pháp vốn không, buông bỏ được chấp ngã chấp pháp, đạt đến cái thấy của bậc thiên văn, tức là có được công thân, có được công bát pháp. Thế là cái điều này nó liên hệ với một điều rất là gần với chúng ta nữa. Cái từ người ta dùng chỉ cho cái tầng đầu tiên của chứng quả là tu đà hoàng đó, người ta dùng cái chi các vị đó chứng được tháp nhãn thanh tịnh, gọi là dự lưu nghe. Mấy người giải thích lung tung các vị nghe có rối chưa, hy vọng là nó không rối nghe. Tại vì mình muốn giải thích để quy chiếu và sự tu tập. Thế nào là có được con mắt pháp trong sạch? Thưa các vị, mình học vào kinh văn, mình đọc vào dòng văn học Nikaya hoặc là Đại Thừa, mình thấy rằng có những pháp hội Thế Tôn dùng âm thanh bình thường thuyết một thời pháp, nhưng mà cư sĩ nè, những vị vua nè, những vị trời vân vân trong pháp hội, có khi là 10.000 tín chúng đi vào quả dữ lưu, thậm chí về thăm Ca Tỳ La Vệ một lần, thuyết một bài pháp hướng dẫn cho Tịnh Phạn Vương thở vào thở ra thôi. Thưa các vị, ngài cũng đi vô chứng được quả dự lưu. Tất nhiên dự lưu hướng, dự lưu quả thì chắc ta không cần nói, nhưng mình nói cái nội dung rất là quan trọng về điều này để các vị tu tập thôi. Rồi chúng ta hỏi nhau rằng là tại sao lời Phật dạy ngày xưa cũng vậy, lời ngài nói cũng vậy, qua dòng thời gian thiết tập thì lời có chắc lọc lại để cho ngắn hơn, gọn hơn,
nó thành một loại phân ngôn ta đọc là tại sao ta không chịu chứng quả chịu lương dùng một cái cho cuộc đời nữa nó dễ thở cả. Tại mình không nương vào thánh giáo như lai hành trì thôi. Thế rồi đi vào nội dung của những điều Đức Phật dạy để hiểu ra một điều rằng là chứng quả dự lưu, tức là có được con mắt pháp trong sạch tương đương với cái tầng đầu của pháp nhãn nha. Nó vô cùng đơn giản, khó khăn chi. Thế nào là đơn giản? Nhận ra các pháp vốn là không là đã vô bước vào cái dòng chảy dự lưu để từ đó chảy về quả vị thánh thôi. Thì mình hỏi nhau là bước vào quả dự lưu bằng con mắt pháp, nhận ra mọi pháp đều không, nó đơn giản như thế nào mà nói rằng là ta có quyền đi vào quả dự lưu vậy? Các vị bỏ cái phần giải thích rất là rườm rà của số các thầy căn cứ trên văn tự, các vị quy chiếu nó vào đời sống nội tâm tu tập, các vị nhận ra điều này không có ngăn chi đâu nghe. Mình đi vào một pháp thiền thôi thì các vị đã có khả năng có được con mắt pháp trong sạch rồi. Con mắt pháp trong sạch có nghĩa rằng là mình nương chánh pháp Như Lai mở được con mắt tâm, nhận ra tự thể năm uẩn này vốn không, cho nên có được cái nhìn rất là trong sạch với mọi pháp sinh diệt giữa trần gian. Nếu mà giải thích cách dài dòng nó có nghĩa là như vậy. Thế thì từ cái định nghĩa của mình đưa ra, thưa lại, thưa các vị đi vào thiền tứ niệm xứ, các vị đã có thể làm được điều này nhé. Thế nào làm được điều này? Thưa đại chúng, mình chưa nói cái chuyện là đi vô quán chiếu tự thân này nó rạn rời, nó tan biến, rồi nó thành không gì cả. Hãy nói việc đơn giản ngay trên cái đầu nguồn của vấn đề tu tập là ngay tâm lý của các vị thôi. Xưa nay ta có thói quen, ta thấy ta lời thài, ta thấy ta là vui buồn, ta thấy là những suy nghĩ bồng bềnh đang sinh đang diệt. Chỉ cần làm một việc quá giản dị thôi là chi? Anh thử thực tập là người quan sát thân á, nguyên tắc á, điều này ai cũng có thể chứng minh được cả nguyên tắc là tôi thấy bất cứ cái gì thì cái ấy là đối tượng bị thấy, mà tôi đích thực là người đang thấy đó. Điều này đúng hay sai? Không ăn cãi được, nó là như vậy. Tôi thấy cỏ, thấy cây, thấy cửa, thấy nhà, thấy mọi người đến và đi qua và lại. Thưa các vị, đều là những người bên ngoài, không phải là chính bản thân tôi. Đó là mình nói cái việc mắt mình hướng ra ngoài nghe. Thế này mắt mình quay ngược vào trong, mình luôn là người quan sát thân này. Thân này đứng, thân này đi, thân này nói, thân này cười là việc của thân. Mà trí tuệ Như Lai đang chiếu sáng, nó hàm nghĩa rằng là các vị nương vào điều Như Lai dạy là nhất thiết thân niệm tùng trí tuệ hành, nghĩa là các vị luôn dùng năng lực trí tuệ quan sát về thân. Thế thì các vị thấy điều đầu tiên là thân là đối tượng bị quan sát, không phải thân là tôi. Rõ ràng ngay bước đầu làm được điều này nó đã tương ứng với thiền tập, đó là luôn an trú ngay sát na hiện tiền để làm một việc quan sát thân. Cho nên tâm các vị không lung lay, không chạy tới, không chạy đuôi, không xuôi, không ngược gì cả, chỉ có một pháp hiện tiền. Pháp hiện tiền đó là chi? Là tuệ giác chiếu sáng hiện tiền, chiếu sáng toàn thân. Cho nên các vị nghiễm nhiên an trú ngay trong thiền tập. Thế thì thân và đối tượng bị tôi quan sát, có ai là tôi đâu mà chấp trước mà nó mở được con mắt tâm tầng thứ nhất. Và bước vào tầng đầu tiên được thì ta bước vào tầng thứ hai là làm chi? Anh quan sát thân anh đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm, đang co, đang duỗi, đang nghiêng đầu, đang nhăn mắt, đang nhướng mày, không bỏ sót động thái nào cả. Với một hình thể sắc chất cụ thể như thế này, nó thô trọng trượt như thế này, nó hiện hữu như thế này, anh làm được điều này thì anh sẽ làm được điều tinh tế hơn, mịn màng hơn là những ý nghĩ sinh diệt bộc mờ xảy ra, những buồn vui trong anh sinh diệt. Ta đều nhận diện nó cách rõ ràng. Và khi ta thấy đây là buồn đến rồi đi, lao phiền muộn đến rồi đi, giận dữ đến rồi đi, nghĩ suy bồng bềnh đến rồi đi, thì chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ còn một việc, đó là thưa các vị, nó đến nó đi là chuyện của nó, nhưng mà ta luôn an trú trong
năng lực quan sát, tức là năng lực trí tuệ hiện tiền các vị đang sở hữu từ ngày xưa tới hôm nay đó, gọi là tâm bản nguyên Như Lai bất động của chính các vị đó, hay là thể niết bàn của chính các vị, hay là tri kiến Phật của chính các vị đó, thì thưa đại chúng rằng dần dần tất cả những đó đều rơi xuống. Các vị còn một việc, đó là an trú ngay nơi tự thể tâm của các vị. Mà tầng như thế này nó không phải là cái gì xa lạ cả. Chỉ cần bước qua một tầng là thực tập là người quan sát tự thân, thì thưa các vị, mọi cái đóng diễn, mọi cái chấp trước, mọi cái mê lầm liền rã ra như vô hộ gặp mưa. Các vị không còn đồng nhắc mình vào thân thì có cần chi cái chuyện là thân này đẹp, thân này xấu, thân này trắng, thân này đen, thân này xong là chuyện của nó, mà các vị luôn là dòng tự giác quan sát thân, thế thì dính với nhau đâu mà bảo rằng là tôi bị ô uế do tôi chấp trước về thân, đam mê về thân, tấm nhiễm về thân. Này buồn, này vui, này lo âu, này sầu thảm, này bất an, thưa các vị, nó đến, nó đi, nó sinh, nó nhiệt là chuyện của nó. Tâm thức phàm phu, từ quá khứ tới hôm nay, nó chất đầy những thứ đó này. Do vậy cho nên, nó sinh, nó nhiệt có dính chỉ ta, ta chỉ cần là người quan sát nó. Thế thì các vị liền đã đang được con mắt thanh tịnh tầng thứ hai. Mở mắt pháp tầng này, thưa các vị, này buồn, này vui, này nó âu phiền muộn, nó chính gì ta, ta lặng lẽ quan sát nó mà thôi. Đã đi vô cái tầng diệu lương chưa? Chỉ còn một việc chảy vào dòng thánh thôi, không có con đường khác nha. Đàn nó tầng thứ ba, thâm sâu hơn đó là các vị nhìn được những dòng ý thức của các vị nó cuồn cuộn, nó trôi ngang qua vậy. Xin thưa mà giải thích thêm là dòng ý thức này nó tạo thành dòng nghiệp nhắc dẫn ta nha. Nó tạo thành sự chấp trước tôi, ta, này nghĩ suy, này lo âu, này phiền muộn, này dòng kiến thức nhiều đời, nó không gì cả. Ngoài cái chuyện là tiếng nói thì thầm con xin năng diệt trong các vị là người quan sát đó, thì các vị khám phá rằng nó lặng dần, và nó tan biến mất hoặc nào không hay. Các vị liền an trú trong cái tịch diệt của tâm. Cái gì? Thưa các vị, chỉ có một con đường đi thẳng vào biển giải thoát thôi. Cho nên người xưa định nghĩa rằng là nương thánh giáo của Phật có được cái thấy như vậy, thì bắt đầu từ đây anh đã làm thanh tịnh thanh tăng, không có dính vào buồn lầy ô uế của trần thế, không dính vào buồn giận ghét thương của nhân gian. Chỉ có một việc là sống với điều này, trôi thẳng vào biển niết bàn thôi. Cho nên gọi là quả dữ lưu là như vậy nhé. Cũng từ pháp nhãn này đi qua. Và đạt đến cái tầng này, thưa các vị, mình lặp lại từ dòng chảy thánh giáo như nay nương vào pháp của Phật hành trì, mở được con mắt bằng cái thấy như vậy, thì thưa các vị, rất đơn giản. Cho nên có được pháp nhãn là chuyện không phải khó. Có điều mắt của ta không chịu mở ra tầng này. Tầng pháp nhãn thì vô cùng đơn giản, không cần cái gì bên ngoài, quá vô cả, không cần cần cái chương trình gì vô cả, các vị tự có bằng năng lực học Phật lâu nay, ta chỉ cần làm một việc bình thường, đó là ta luôn làm người quan sát tỉnh tại, nhìn cái vận động của ta, nhìn những buồn vui của ta, nhìn những nghĩ suy của ta. Thưa đại chúng rằng mà đơn giản như vậy, thế nhưng nó là một điều thuốc tuyệt vời, cứu biết bao nhiêu người thoát khỏi tình trạng trầm cảm, bất an, đưa đến tự giận. Trầm cảm không có gì khác ngoài cái chuyện là anh tâm nhắc anh vào những nỗi niềm buồn khổ. Và càng ngày càng đây, càng ngày càng nuôi cho cái nỗi niềm buồn khổ, bất an, hoặc là sầu tuổi đó, hoặc là chán đời đó, nó càng ngày càng đây, càng nặng. Rồi đó, vì chết anh, cuối cùng anh cảm thấy tôi không thể sống được, là tự giận thôi. Trong khi đó anh chỉ cần làm một việc quá giản dị, nhìn nó là đối tượng bị nhìn, mà anh đâu phải là nó đâu. Anh chưa hề là những đối tượng bị nhìn bao giờ. Chỉ có tên khùng nó mới đòi nhắc nó, và cái người nó gặp trên đường nó thấy người kia là nó,
Còn chúng ta thưa các vị, nhìn được bất cứ thứ gì thì cái ấy đều bên ngoài ta có một cách nhất định. Về mặt vật lý nó là như vậy, về mặt tâm lý cũng vậy luôn nha. Nhìn được bất cứ thứ gì tự tâm các vị sinh khởi thì đó không phải là các vị rồi. Các vị không hề là đối tượng bị nhận biết. Các vị mở được pháp nhãn, đi vào cái tầng này đã có được năng lực giải thoát rồi nghe. Ngay một đời này nó giải thoát được buồn vui sầu khổ bất an. Tầng thứ tư vấn đề là tự nhãn dành cho các vị Bồ Tát. Thưa các vị Bồ Tát đạt đến pháp nhãn rồi bước vào cái tầng này để làm như vậy. Từ quán chiếu mọi pháp là không, bước vào tầng này để nhìn thấy mọi pháp nó không phải là không nữa. Mới bắt đầu mở được cái con đường hoằng pháp độ sinh, từ cái không bước vào cái có để thấy rằng là trần đời này dù rằng vạn vật vốn là không, vạn vật vốn là không có bản chất thật, thế nhưng mà nghiệp thức chúng sinh đã lỡ đạo rồi thì đều có cái một quả báo nhất định, cho nên Bồ Tát không ngại lăn lộn trong ba cõi sáu đường, hiện ra ngàn bản thân để độ sinh mà như vậy nha. Và cuối cùng Phật nhãn là chi? Điều thứ nhất dễ hiểu là Phật nhãn bao trùm luôn bốn mặt này. Ngài có tuệ nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn, có dục nhãn luôn. Điều thứ hai, mắt của Ngài viên mãn, nhìn xấu thấu suốt tam giới, nhìn thấu suốt thiên hà vũ trụ vật lý, nhìn thấu suốt được ba nẻo bốn đường nghiệp chúng sinh, tạo cái gì sinh ra giữa trần đời này, chết rồi đi về đâu. Thưa các vị là từng dòng nghiệp chúng sinh trên hành tinh này, Như Lai dùng Phật nhãn quan sát rất rõ tường. Đây là cái định nghĩa rất là đơn giản của Phật nhãn. Định nghĩa dễ hiểu. Để đi vào công phu hành trì, thưa các vị, mắt các vị có Phật nhãn không vậy? Thưa đại chúng rằng là tri kiến Phật là cái từ mà trong kinh văn dùng nhé. Nằm ở đâu vậy? Thưa đại chúng rằng nó nằm ngay trong tự thân tâm quẩn của các vị. Các vị sử dụng con mắt thế nào thì các vị ở một cái tầng nhận biết như thế ấy. Nếu các vị luôn an trú trong tự quán Như Lai, các vị luôn là người quan sát được thân, quan sát được buồn vui, quan sát được những ý niệm vọng hoàn xuống ngược, thì chính cái năng lực quan sát ấy nó vốn là vô sinh vô diệt, vốn chưa từng đến, chưa từng đi, vốn là ánh sáng của Phật từ trong biển Như Lai chiếu sáng. Mà Phật này tương ưng với tâm thể bất động của Như Lai mười phương nghe. Thế cho nên thưa các vị, tầng thứ hai định nghĩa Phật nhãn này là cái có trong đời sống của mỗi chúng ta. Tùy vào cái nhìn chúng ta, ta hạ thấp cũng có mắt phàm phu này, thấp xuống cái tầng rất phàm phu, tức thấp hơn cõi phàm phu. Thế rồi cũng có nhìn này, ta nâng cấp nó lên, nó thành con mắt của chư thiên. Nếu trình độ hoàn thành của chúng ta giỏi, nhìn vô viễn vọng kính, nhìn thấy được hàng xa thế giới trong cái cảnh giới ngân hà này, trong cảnh giới mông lung này. Thế rồi ta nhìn nội tâm ta bằng cái nhìn rất lành thiện thì các vị đang sử dụng con mắt chư thiên để nhìn trần đời. Thế rồi các vị an trú trong pháp thực tập thì các vị đang sử dụng con mắt của thiên ban để có thể trôi được biển giải thoát. Thế là các vị dùng bằng con mắt đại bi, các vị nhìn mọi người bằng lòng trắc ẩn thương yêu thì các vị đang ở cái tầng tuệ nhãn của các vị Bồ Tát. Thế là cái nhìn của các vị sáng ngời vô niệm, an trú trong tự thể tâm, tràn đầy sự nhận biết mà không có phê bình, không có phán xét gì cả, nó luôn chiếu sáng mọi động thái đứng đi, nó luôn nhận diện được từng cái buồn vui sinh diệt, nó luôn thấy được từng dòng ý nghĩ đang chạy tới chạy lui, nó luôn an trú trong cái tự quán này, không lung lay, không động đậy gì cả, nó có mặt hiện tiền thì các vị đang sử dụng cái tầng phần nhãn của các vị. Đây là nhân nói về cái mắt của Phật. Ngài nhìn nghĩa chúng sinh, Ngài dạy chúng ta về kinh thiên sứ, rồi về
gian cái phần này để giải thích năm tầng mắt mà chúng ta đang sử dụng nha. Lặp lại, tùy vào năng lực tu của chúng ta như thế nào, chúng ta có quyền sử dụng cứu cái mắt hàm này. Thế nhưng mà mắt đó là mắt của thiên văn nhìn này. Thế là nếu vụng về thì cũng có mắt hàm vô này, mà nhìn thì cái nhìn đó là nhìn chi? Nhìn cái hung thần, nhìn cái dạ xoa, có khi nó là nhìn phải ấy. Mình chưa nói gì người tu, mấy cái tên ca sĩ, nó có những xúc cảm nhất định, nó có những bài nhạc, đôi khi nó cũng nói được những điều này nhé. Các vị mà nghe bài hát Những Con Mắt Trần Gian Trịnh Công Sơn thì các vị thấy ảnh hay đó. Những con mắt trần gian cho ta biết bụng phiền, những con mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên. Và thưa đại chúng rằng là cũng đôi mắt ấy, thế nhưng mà đôi mắt đó là đôi mắt yêu thương, thì nó nhìn như một dòng suối ngọt ngào. Đôi mắt ấy là đôi mắt bạc tình trắng như vôi, thì nhìn là thưa các vị, cuộc đời này phũ phàng vô cùng, những đôi mắt thù hận cho ta đời lắm căm. Nếu là đôi mắt đó là hận thù thì thưa các vị, mình nhìn thấy mình rợn cả người. Vâng vâng, tóm lại, năm tầng mắt này, mình giải thích để các vị thấy rằng là không phải Đức Như Lai có, mà chúng ta cũng có phần nhé, cũng có phần. Nhưng mà gom lại những điều này để thưa ra một điều rằng, thưa các vị, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn. Ngài nhìn hiện tượng của sự sinh diệt vô thường, nhìn dòng nghiệp thức của chúng sinh, sinh đi sinh về, những bài pháp của Ngài trong văn học Nikaya, đa phần là Ngài vận dụng tuệ giảng, nhìn dòng nghiệp chúng sinh để có thể khích lệ chư tăng, dạy dỗ cư sĩ, để họ có thể vận dụng được một cái sống ngắn ngủi của họ, đối diện trước bao nhiêu cái biến động của đời người, để quy chiếu vào con đường tu tập, tránh đi cái con đường rớt vào có dữ. Đây là điểm thứ nhất, giải thích về mắt của Phật. Và đi tiếp phần thứ hai, ứng dụng vào đời sống cho được. Phần B của vấn đề, thứ nhất là mắt của Như Lai trong nội dung bài này rất là nhìn. Thấu suốt nhân quả, hàng sang tiếp. Điều thứ nhất, chưa nói gì Thế Tôn nghe, nói gì các thanh văn thôi, các vị thánh thanh văn thôi. Thưa đại chúng rằng là có hai vị thanh văn, một đó là Ngài Xà Gia Na, và người thứ hai là ai ha? Người thứ hai là Tôn giả Di Mật Đa. Cái văn bản mà mình đọc, mình thấy lý thú là cái bản Thích Môn Tự Cảnh. Nói cái từ này là người ta đủ sợ, cho nên dường như chưa có thầy nào dịch cái văn bản này, nó nằm ở trong Đại Chánh Tạng. Có những câu chuyện mình đã từng kể cho đại chúng nghe, một cái thời vị tổ, Ngài cắt một cái quán ven đường, làm một việc là nấu trà đã chưa tăng thôi. Ai tới đó thì Ngài nấu trà, nấu nước, nấu cháo, cúng dường, và hết lòng phụng sự. Và những vị đó thì tìm Ngài, dĩ nhiên tìm Ngài Phật Đa. Và ông nói là các thầy cứ ở đây đi, rồi sáng mai đi đảnh lễ Ngài Phật Đa có bộ chi. Trời tối rồi, ông ở trên núi cao, trên tầng động thứ ba. Thế là sáng lên, bò lên tới nơi thì thưa các vị, nhìn ra cái ông mà nấu cháo đêm hôm cho mình, bạn bài leo đuốc bỏ không đó. Chính là Ngài Mật Đà đang nghiễm nhiên tọa thiền ở trên cái tổng cao, hết hồn đảnh lễ hỏi bạch Ngài, bạn đò hành như Ngài, chứng quả như Ngài, tại sao mình còn làm như vậy? Ngài thổ lộ rằng người ta đắc thành công nhìn qua 99 kiếp. Dường như là thở sanh trong loài là loài động vật, tức là loài cầm thú, chưa có một kiếp nào được ăn no cả. Ta nhớ là 99 kiếp đầu thai làm chó, chưa một kiếp nào ăn no.
chứ hai kiếp để ăn no và chết. Đó là một kiếp đói quá, sinh ra trong gia đình nghèo và lang thang lướt thướt tìm món ăn mà không có ăn, cho nên gặp cái tên uống rượu nó mở ra ta ăn, rồi cuối cùng ta say rượu luôn, ta té xong rồi chết. Một kiếp khác cũng rất là tội nghiệp, là sinh ra trong gia đình nghèo, nó đâu có cho ăn, nó đá lên đá xuống và kiếm ăn đâu có dễ. Do vậy cho nên lúc mà vợ chồng nó đi khỏi, nó có nồi cắm heo nó để đó, ta dục bỏ vô đầu vô nồi ta ăn. Ăn rồi thì lấy cái đầu ra không được, không biết làm sao lấy cái đầu ra. Cuối cùng nó về, nó bắt gặp, nó chém vào một dao, đứt đầu chết. Cho nên Ngài nói rằng là thọ sinh trong loài động vật, trong ba cõi sáu đường, chưa có một kiếp nào chúng sinh không chịu khổ. Đây là cái gương lành của Ngài Phật ra. Ngài Xà La Na thì các vị cũng từng nghe mình nói rồi, 91 kiếp thọ thân tử sinh chưa từng gặp lại nghe, cho tới cuối cùng Ngài chứng quả ở ngoài ngoại thành đi vô các tự, thì thấy công quả nó đứng trên đầu hội, nó kêu Ngài nhìn ra rằng nó trong 99 kiếp trước là đứa con ôm chân mình năn nỉ bố à, bố đừng đi tu, bố nỡ lòng nào bỏ con một con sao. Thế rồi gần đó những kiếp sống đi ngang qua nổi trôi qua cõi sáu đường không có cơ duyên gặp lại. Cuối cùng gặp lại thì Ngài đã chứng tác quả. Chú bé thì còn rớt trong loài động vật, kêu quả quả trên đầu hồ. Đây là hai cái sách thái đặc thù mà chúng ta nhìn ra. Thưa đại chúng, trong Kinh Văn A Hàm có rất nhiều cái đoạn Kinh Văn mà Ngài Cụ Kiền Liên, Ngài về Ngài nói với tôi. Dọc đường có thấy một con quỷ cao lớn, nó đứng nửa lưng trời, lưỡi nó trải dài từ ở trên miệng cho tới xuống đất, và cũng không thể tưởng tượng được rằng nỗi khổ đến đổi rằng là dòi bỏ tất cả loài sinh vật bé nhỏ, bu vào lưỡi nó cắn, nó vừa đi vừa kêu vừa khóc vừa rên vừa la mà lưỡi nó không rút vô được. Bạch Thế Tôn, nghiệp gì? Thế Tôn nói ta từng thấy như vậy, nó đọa như vậy cả 500 năm rồi. Ta không dám nói nữa thôi, tại vì Chư Tăng không có thần thông nhìn rõ điều này. Hôm nay ông nói, ta mới nói cho ông nghe, đó là do tội phỉ báng tam bảo, mà bị chúng ta, vân vân, thưa các vị. Rất là nhiều chuyện từ trong Kinh Vô Kinh, từ trong Kinh Văn A Hàm nghe. Điều này cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, bắt phàm chúng ta có nhìn xuyên qua tường mắt. Ta thấy được nỗi khổ của trần đời này. Tao có nhìn ra là một loại chúng sinh có mặt nơi đây, nó đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp khổ sở ra làm sao. Ta càng không quán chiếu tự thân mình để thấy rằng mà có được một mình này, có được sinh mạng, có được đời sống hoàn thiện như hiện tại, có được một pháp y để đắp vào người để tu tập. Phước lành không biết là cơ mang nào mà nói nghe. Do vì ta hững hờ với sự quán chiếu và càng và cũng chưa thật sự tin lời Phật dạy, cho nên ta để cho ngày tháng trôi qua. Nương vào những điều này, các vị nhìn lại đời sống tự thân để các vị thương thân phận mình. Cho nên thưa các vị, bất phàm, ta nhìn không qua tường vách đã đành, thế nhưng mà ta lại dùng trí năng của mình, đôi khi mình lý giải những điều Đức Phật dạy hoặc là những cái điều từ Kinh Văn ghi lại, bảo rằng là những chuyện này dường như không có thiệt, chẳng qua đó là những lời khích lệ hoặc là những lời cảnh tỉnh. Nhưng mà thứ khóc đọc vào Kinh Văn Phật có niềm tin rằng là các vị thánh là hán đã có một cái nhìn thấu suốt về nhân quả tổ phước rồi, không có gì xảy ra giữa trần đời này, không có nhân duyên quả báo hồi đáp lại. Nhà nho nó không phải là có con mắt thấu suốt nhân quả ba đời. Ta nói câu là nhất ẩm nhất trát gia do tiền định nha. Một miếng ăn, một ngụm nước đều có nhân duyên nhất định của nó như vậy. Đây là mình nói về con mắt của các vị thân năng. Thế rồi con mắt của những người trần thế, cái tầng thứ hai mình cũng nói về con mắt thấp của chúng ta là con mắt của phàm nhân này. Thưa đại chúng rằng là
bán phàm này, thế nhưng mà nếu như nhà vô minh họ làm được cái gì? Bằng năng lực tập luyện của họ, họ nhìn các vị, họ đưa các vị vô giấc ngủ cách nhẹ nhàng. Nó có một cái chút thần thông của cõi người bình thường thôi, chưa đạt đến mức pháp nghe. Nhưng nó đã có khả năng là làm cho các vị nhớ lại nhiều kiếp trong quá khứ. Mắt của nhà khoa học, nó có thể nhìn được rằng là toàn bộ hình ảnh của anh, toàn bộ tế bào của anh nó vốn là không có gì cả, nó chỉ là một cái trái khinh khiếp cầu thôi. Trong đó không có chi là ngã, không có chi là tôi là ta đó cả. Có một chị, không biết Jennifer nào đó, bên New York là bác sĩ đó. Chị bị tai biến mạch máu não và tự nhiên là chỉ lạc vô một cái trạng thái là có khả năng sử dụng nửa móng cầu thôi, nửa móng cầu não thôi. Thế nhưng mà tất cả những điều chị học được tự nhiên là nó tràn về, nó khơi mở được một chút tự giác nào đó, cho nên chỉ nhìn chị bảo rằng là con người tự hào, kiêu ngạo, bản ngã, xính cường, vân vân, những điều đó vô cùng vô lý. Tại vì nếu nhìn bằng con mắt mà được khơi mở như vậy, thì thấy cái mà anh gọi là anh đó dường như nó rộng, nó chỉ là hơi thôi, giống như trái khinh khí cầu, trong nội dung không có gì cả, chỉ là cái phần tự hào rất rộng, chẳng có gì trong đó cả. Thế cho nên thưa quý vị, phàm nhân thôi đã có nhiều cấp độ và cái nhìn này khác. Cái nhìn gần chúng ta nữa là cái nhìn của những nhà tâm lý học. Thưa đại chúng, bằng kinh nghiệm truyền đạt lâu đời, có khi là cả hàng năm, mấy chục, trăm năm, cái nhìn của bác sĩ y khoa, cái nhìn của những nhà tâm lý học, cái nhìn của những người họ làm cái công việc làm công việc hình sự của chính quyền, thưa các vị, nó nhìn vào mặt của mình, vào mắt của mình, thái độ của mình, nó biết mình gian dối cũng không gian dối nhé. Không, nhân thế nó đã làm được cái điều này gì, nhưng nó đi hút cho bụng mình thôi. Rồi từ cái điều này mình ví dụ để đưa đến một cái nhận xét, thưa các vị, cũng là cái mắt phàm, cũng là vận phục dụng trí não phàm phu, thế nhưng mà ta có quyền nâng cấp nó lên nhiều tầng như vậy. Thế thì các vị tự nền tảng của mắt phàm, các vị có quyền đi vào công trình thánh giáo của Phật dạy, nâng cấp từ mắt phàm với mắt chư thiên, đến mắt pháp, đến mắt tuệ, và sử dụng mắt Phật. Đây là cái chuyện phải xảy ra thôi nha. Đây là mình nói về phần thứ hai, từ mắt phàm đi lên. Tầng thứ ba, mắt Phật. Mình không khai thác về cái phần nội dung mắt Phật để tu tập, mình nói về con mắt của Phật Như Lai Chánh Biến Tri thôi. Thưa các vị, điều thứ nhất, năng lực trí tuệ của Ngài khai mở Phật nhãn, cho nên Ngài có thể thấy thiên hà vũ trụ này trong lòng bàn tay. Đây là nói về con mắt quán chiếu về pháp hữu vi. Ở tầng thâm sâu hơn, các Ngài nhìn vào tâm thức chúng ta, biết nhân quả tội phước ba đời, biết chúng sinh từ đâu sinh ra, biết chúng sinh quá khứ tạo nghiệp gì, thấy rõ ràng như người đứng trên lầu cao nhìn dòng chảy xa hơi chạy qua chạy về, bao nhiêu chiếc đến rõ hết. Tầng thứ ba, thưa các vị, là nhìn ra các pháp vũ trụ vạn hữu này là cái chuyện bình thường, nhưng mà nhìn ra được tất cả dòng chảy kiến thức của nhân gian này, tất cả bề dày của những tôn giáo có mặt, cái gì đúng, cái gì sai, và cái gì giúp người ta giải thoát, cái gì giúp người ta đưa người ta đến cái sự cuồng tín bất an mà không có năng lực đạt đến giải thoát. Tức là nhìn sâu vào tất cả những cái loại luận lý, triết học, tôn giáo giữa nhân gian, tất cả cái vọng thức bời bời của con người sinh ra, Ngài thấy tỏ tường từ nhân tới quả. Cho nên cái phần này là phần nhìn tất cả mọi vọng thức của phàm phu chúng sanh một cách tỏ tường. Và từ cái điều này, cho nên Ngài chế tác ra những phương pháp hành trì nhé, pháp học hai thể loại từ nền tảng kinh văn, từ cái biện pháp học và pháp hành, không phải là cái việc có mặt
từ mắt của các bậc thanh văn, các vị Bồ Tát, mà pháp học pháp hành Như Lai chế tác để cho chúng ta thừa hưởng nó từ cái nguồn tự giác sâu xa của mắt Phật, từ phần nhãn chế tác. Đó là mình nói để quy chiếu về công trình tu học của chúng ta, khả năng đọc và thống giáo chúng ta rất là cần. Và bao giờ mình có được con mắt tuệ hoặc có được con mắt pháp thì mình mới có khả năng nói về những giáo lý Đức Phật thế nọ thế kia. Còn lần này chúng ta là phàm phu, cho nên xin nhớ cái hạn chế chúng ta nó còn rất ư là ẩm đà. Cái nhìn của chúng ta, hiểu biết chúng ta rất là mong manh nghe. Đây là phần thứ hai của vấn đề chia sẻ để cho đại chúng tại vì là phần thứ ba mình đang nói về những vị thiên sứ đang có mặt. Phần C của vấn đề, cái tội chúng ta là rất hở nha, không có quan tâm. Cái nhìn của mình dường như rất là vô tư. Tất nhiên là cái từ vô tư này chúng ta nên hiểu là cái tình trạng vô tư của một người có thâm độ tu thì nó khác, còn vô tư một cái dạng tâm thức rất là hững hờ với mọi việc thì nó khác nha. Giống như có lần mà thưa các vị rằng cái nụ cười của một thánh với nụ cười của mấy người khùng nó dần gần giống nhau vậy, không có duyên cớ gì cả, cứ cười tươi ra. Nhưng mà nụ cười của mấy tên khùng á thì nó nụ cười nó vô hồn, nó không có cái nội dung trí tuệ, nó không có nội dung từ bi, nó không phải là nụ cười rạng rỡ vô điểm. Trái lại nụ cười các bậc thánh thì do vì ngài đã trải nghiệm đời sống này dày dặn, ngài đã vượt ngang nỗi khổ niềm đau, nụ cười tràn đầy trí tuệ và từ bi, nụ cười mang đến an lạc cho con người. Hai nụ cười này nó giống nhau ở bề mặt nhưng nó khác nhau chiều sâu nghe. Cũng như vậy chúng ta đang lâm vào cái tình trạng đó là chi? Điều thứ nhất là hững hờ. Điều thứ hai đó là chi? Nhìn theo xúc cảm. Điều thứ ba là chi? Nhìn theo kiến chấp. Thứ tư mới nói đến cái tầng là nếu có tu tập từ cái tầng này mình giải thích. Rồi đi ngược qua những tầng trên thì các vị nhìn ra một điều là thiên sứ đang ở xung quanh các vị. Nó đơn giản là như vậy nha. Nếu có tu tập thì thưa các vị, mọi nhân duyên ta tiếp xúc từ ngày đều là những thông tin khích lệ, nuôi dưỡng, làm tăng trưởng mùa đề tâm, làm khởi phát trí tuệ, làm cho mắt ta mở ra để đón nhận pháp hành trì nha. Thế nhưng mà do vì ta rất hững hờ đối với mọi việc, do vậy cho nên thưa các vị là mình tiếp xúc một thông tin của người chết, cảm thấy chuyện đó của người ta, không giống chi ta cả. Nếu có tu tập, nhìn người ta chết thì mình đã biết một điều rằng là sớm muộn gì ta cũng đi vào con đường đó. Nhìn người khác bệnh nằm hoàng hoại trên giường, thưa các vị, nếu có tu tập thì ta nhìn ra rồi ta cũng như vậy. Thấy người ta nằm quay lăn trong đống phân và nước tiểu, ta nghĩ rằng chuyện đó xảy ra cho người kia, mà không biết rằng coi chừng ta cũng vướng vô. Và thấy người ta đi còng queo, lưng khòm như lưỡi câu, mặt gì như gần đụng cái nát, ta tưởng rằng ôi tội nghiệp các bà cũ kia hay là ông cũ kia thê thảm như vậy. Và đâu biết rằng là ta sẽ bò dần tới đó. Ngay đơn giản nhất là các vị nhìn những người mặt mày ăn nhau, xấu xí. Các vị cứ nghĩ rằng là mình trẻ trung như vậy hoài ư? Không. Rồi cũng tới thân phận ta thôi. Cho nên thưa các vị, cái tội nghiệp đó là chúng ta rất là hững hờ. Đây là cái điều thứ nhất. Cũng con mắt nhìn như vậy. Thánh nhân cũng con mắt như các vị, khác gì đâu. Thế nhưng nhìn vào người bệnh, nhìn vào người già, nhìn vào người chết là khởi phát tâm lành một bề, là một lòng vượt thành xuất gia thôi. Còn chúng ta nhìn cái điều này triệu lần, đâu có khởi cái tâm kinh sợ gì đâu. Cho nên thưa các vị,
cái tội chúng ta là thiên sứ đang ở chung quanh mà ta lại không chịu nhìn ra thiên sứ đang có mặt. Điều thứ hai, nhìn theo xúc cảm là chi? Tôi đại chúng rằng là cái trình độ xúc cảm này nó theo với cái sự huấn luyện của tâm thức nghe. Thứ nhất là người ta có một cái trình độ tập học như thế nào đó thì cũng là chiếc lá phe phẩy kia ó đung đưa, thế nhưng mà người ta có thể làm được bài thơ của chiếc lá đung đưa. Thế nhưng mà ta nhìn thì thấy đâu có gì đâu, cho nên xúc cảm đó là một loại được nuôi dưỡng bằng nội tâm xúc cảm trước. Nếu nội tâm ta nó chỉ quen cái con đường mà nhìn mọi thứ hưởng thọ, cái gì chưa chạm tới ta thì ta không ngán, thế thì ta ở cái tầng rất ư là chê, rất ư là hưởng với nhân gian, sống ư thì thôi sống, chết ư thì chết, có gì đâu mà lo. Bệnh tới thì kêu la, hết bệnh thì thưa các vị dung dân dung dễ đi bắt phố. Không thấy rằng là cơn bệnh này nó tới một lần đầu nó báo động để ta biết rằng rồi nó sẽ tới lần thứ hai, thứ ba. Lo đi là vừa. Người có được cái trình độ xúc cảm thì thưa các vị nó đi về hai chiều hướng, tích cực và tiêu cực. Cái kiểu tiêu cực giống như nàng kiều đi dung nhăn dung nhã đi thăm minh về, nhìn qua thấy cái mộ tháp lề đề đạo tiên, rằng mai trong tiếng thanh minh mà sao hương khói bắn tanh hết mà. Tức là ngài thanh minh thì ai cũng tỏ mộ cả, ai cũng đốt hương cả. Thế nhưng mà tại sao cái mộ bên đường gần ngủ như thế này người ta không tỏ mộ, ta không đốt hương, không có dấu vết gì của bàn tay chăm sóc cả tội nghiệp người như vậy? Tội nghiệp có người nằm đó vậy? Vương quang mới tỏ gần xa, ấy mồ vô chủ an mà biển không. Rồi sau đó thì chuyện gì phát sinh? Lòng đâu sẵn mối thương tâm thoát nghe, kiều đã đầm đầm châu xa, rằng đau đớn thai phận đàn bà, lời rằng bản bệnh cũng là lời chung. Từ các vị nghe ta kể nhọc dài cô nàng mà đạo tiên, cô nàng là gái thanh lâu, cô nàng chết rất trẻ, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương, rồi có người khách ở biển phương sang nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi, thiền tình vừa ghé tới nơi thì là trong gãy bình rơi lâu rồi, vân vân. Rồi khóc nói là sống làm vợ khách thì ta hại thai thắt xuống làm ma không chồng. Rồi nhìn thấy rồi não lòng rồi làm chi, thấy người nằm đó biết ta thế nào, quy chiếu về thân phận mình cũng tài hoa cũng đẹp đẽ, coi chừng đi loay hoay là rớt vô cái tình trạng là gái thanh lâu nữa thì chết. Tại sao cô nàng nghĩ kỳ cục vậy? Nó lý giải rằng thưa các vị, cảm xúc này nó từ cái nguồn chủng tử nghiệp thức nuôi dưỡng nghe. Nếu trong anh cái chủng tử nghiệp thức đó là chủng tử nghiệp thức của con đường tu học Phật Pháp, con đường nương thánh giáo Như Lai hành trì, thì những xúc cảm này thưa các vị nó làm thành cái chi? Điều thứ nhất là nó loại trừ được cái sự hững hờ của mình nhìn một cách vô tư. Điều thứ hai là nó định hướng cho cái chiều hướng tích cực. Ví dụ cũng nhìn con người nằm xuống là cái mộ đạo tiên đó mà đổi lên một cái xúc cảm từ những thứ có tu, thì ta suy nghĩ rằng ồ, đời người rất là tội nghiệp, ngắn ngủi như vậy, nghiệp thức xấu như vậy, cho nên kiếp này, cho nên cái kiếp sống của cô nàng lên lên như vậy, ta mang một thân phận con người, ta phải làm thế nào để có thể vượt thoát cái nỗi khổ, có được chút nhan sắc, có được chút tài năng, ta phải làm thế nào để có thể làm cho phước lành ngay hiện đời tăng trưởng. Đấy là cái nhìn từ xúc cảm, thế nhưng mà có cái sự tu tập đi vô thì xúc cảm nó biến thành một loại thăng hoa, thành cái chữ hướng nghĩ suy tích cực nghe. Rồi nếu có tu tập, điều thứ hai thưa các vị, nhìn một người mà xúc cảm đó là một thầy tu, một sư cô, thì xúc cảm gì nó cũng tạo thành hai xúc cảm nghe. Xúc cảm thứ nhất, nếu mình có được cái hạt giống tu tập á, nhìn vô vô cùng ngưỡng mộ, ôi tuổi trẻ như vậy, đẹp đẽ như vậy, có điều kiện ăn học như vậy, mà tại sao đi tu vậy?
Có lẽ là giáo lý đạo Phật có gì tuyệt vời hơn những điều trần thế này người ta khát thèm. Cho nên rất ngưỡng mộ, tôn kính những người xuất gia. Thì thưa các vị, nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái chủng nhân. Và sớm muộn chi người kia cũng phát tâm thành đi tu. Đây là một loại từ nền tảng có tu, từ nền tảng nghiệp thức trong quá khứ đã gieo trồng ở chánh pháp, cho nên xúc cảm nó đẩy người ta đến chiều hướng tích cực. Thế nhưng trong quá khứ mình từng bài bán tâm bảo, căm ghét người tu. Thưa các vị, nhìn thấy người tu là ghét ngọc, nhìn thấy người tu là phê bình. Chỉ có cái dân mà ăn không còn rồi, chỉ có cái dân mà nó không có nghề ngỗng chi, nó mới đi vô chùa tu chứ mắc gì đâu. Trần đời này sắc mà mờ gọi không chịu ở trần đời là đi vô chùa làm chi. Tự nhiên cái cạo mái tóc xanh, tự nhiên cái rời bỏ đời sống. Thế thì thưa các vị, tùy năng lực tu trong quá khứ quân như thế nào, ta có xúc cảm như thế ấy. Đấy là mình nói về tự nhiên mình tu. Thế rồi cũng năng lực bình thường của con người trần thế, thế nhưng mà xúc cảm của họ nó được cài của tâm thức họ để họ có một cái nhìn thâm sâu hơn, một cái nhìn đồng cảm với những hoàn cảnh, hoặc là có cái nhìn có chút ít năng lực trí thức đi vô, thì nó tạo thành những loại xúc cảm, nó đẩy xúc cảm của họ làm thành cái chi, làm thành thi ca nhạc họa, làm thành những tác phẩm ghi vượt thời gian không gian để lại cho đời. Dường như không có bài thơ nào, bài nhạc nào, quyển tiểu thuyết nào nó làm cho ta đọc và bồi hồi xúc động mà không có cái sự chân tình đi vô trong đó cả. Các vị có biết rằng là để có được một xúc cảm, người ta phải nuôi nó mất 10 năm đó nghe. Rồi mình nói điều này để quy chiếu lại cái điều mình đang vận dụng, đó là thưa các vị, xúc cảm này nó không phải là trời ban. Có khi mất 10 năm bằng công trình của một cái trải nghiệm bề dày đời sống là một, tư duy là hai, và nuôi dưỡng xúc cảm của chính ta là ba, nó mới làm thành một cái nhìn gọi là theo xúc cảm được. Ví dụ các vị có biết rằng là để làm được một cái bài thơ của ông đồ của Vũ Đình Liên đó, Vũ Đình Liên phải ngồi quan sát từ lúc ông còn thanh xuân cho tới lúc ông già, cho lúc tàn tạ, cho tới lúc người ta bỏ đi cái chuyện là mỗi một năm vào ngày Tết ra để mà nhờ viết vài câu đố. Mỗi năm qua nằm nở lại thấy ông đồ già bàn tàu giấy đỏ bên phố đông người quá. Và cái thời thanh xuân là chi? Qua tay thảo những nét như phượng múa rằm vai. Thế là tới tuổi già thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị rằng là năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ, họ ở đâu bây giờ? Từ giai đoạn trẻ trung, thịnh thời của cái thở bút lông còn có giá, cho tới cái thở đổi thay bút sắc lên ngôi. Do vậy cho nên ông đồ cũng áo the, cũng khăn đóng ngày xưa ngồi bên hiên của vỉa hè Hà Nội, nhưng mà không ba nào tới biết cả. Qua đào rơi trên giấy, ngoài trời mua mũi bán. Mất 10 năm như vậy là một cái bài thơ nữa mình dẫn ra đây nghe cho nó vui. Là các vị đọc và văn học các vị thấy bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm. Các vị biết rằng là mất tới mười mấy 20 năm sau mới có thể làm được bài thơ Lá Diêu Bông. Đôi khi mình đọc nó mình không biết ông có nói cái gì luôn nha, nhưng là bài thơ hay. Và một bài thơ khá nổi tiếng là bài Tây Tiến của Quang Dũng cũng vậy. Rời chiến trường miền Bắc trở về, sau đó tới 9-10 năm ông mới viết được một bài là Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, xài khao xương lấp đòn quân bại. Chứ có phải đơn giản là ngay lúc đó viết được đâu. Một bài thơ viết về Đà Lạt trong một cái đêm sương, thưa các vị, phải mất tới 20 năm quách tấn mới viết được một bài thơ về Đà Lạt. Tóm lại, nhìn theo xúc cảm này, thưa các vị, điều thứ nhất đó là cái nhìn hững hờ không thể có được cái nhìn xúc cảm đâu nghe. Ngay cái chiều cạn nhất của đời sống phù du, nhìn theo xúc cảm buồn vui đây, nó cũng phải
đòi cái năng lực nuôi dưỡng từ tấm bé, nuôi dưỡng bằng tri thức, nuôi dưỡng bằng trải nghiệm. Tuy nhiên có hai điều nơi đây, nếu trải nghiệm của anh đó là một loại trải nghiệm có tu thì xúc cảm anh khác, nó làm lành cái năng lực, định hướng cho cái nhìn rất là tích cực. Tại vì nhìn một người tu làm bồi hồi xúc cảm muốn đi tu là một loại được nuôi bằng năng lực tu tập nhé. Và từ điều này các vị có thể quy chiếu vào những thiên sứ đang hiện diện. Nếu không có tu tập, không có nuôi dưỡng trí tuệ, không tự nuôi mình bằng dòng kinh văn của Phật, thì các vị nhìn khắp trần đời này các vị không thấy thiên sứ đâu cả. Thế nhưng nếu mà ta có năng lực tu học đã từng quán chiếu thì các vị nhìn vào người bệnh, nhìn vào người khỏe, nhìn vào người đẹp, nhìn người xấu chi, các vị đều quy chiếu nó về. Đầu tiên là nó tăng trưởng xúc cảm cho các vị. Xúc cảm đó là ôi tuyệt vời làm sao những con người ôm bán của khách tật, tuyệt vời làm sao người khoác bánh đi vàng, tuyệt vời làm sao những người họ đứng đi thanh thản, đầm thấm tỉnh tại, tuyệt vời làm sao những người nói năng vô cùng là lịch sự khi họ có tu tập, vân vân. Từ các vị đó làm thành một cái niềm cảm hứng rất là lớn cho đời sống chúng ta. Thế thì thưa các vị, nền tảng tu tập này, điều thứ nhất là lấy đi được cái nhìn hưởng thọ và chúng ta nhìn vô hồn, nhìn vô tư. Điều thứ hai, nuôi dưỡng được cảm xúc làm thiện, làm thăng qua đời sống. Điều thứ ba, nó mới loại trừ đi những kiến chấp của các vị khác. Cái từ người ta hay dùng đó là anh chỉ nhìn những cái điều anh muốn thấy. Tâm thức anh đang làm sao? Sự huấn luyện anh đang làm sao? Thì anh nhìn được những điều anh được huấn luyện. Tâm thức ta không được huấn luyện thì thưa các vị, nó chỉ nhìn theo cái chiều hướng xúc cảm. Do vậy cho nên để đạt được cái nhìn có cái thấy chân chính thì thưa đại chúng rằng nó đòi hỏi sự huấn luyện nhất định. Tuy nhiên sự huấn luyện này nó lại có hai chiều hướng. Một đó là một loại kiến chấp, tà kiến nha. Hai đó là chánh kiến. Ví dụ, mình được nuôi dưỡng trong một môi trường người ta dạy cho mình về đời, đời sống nó là một loại kết cấu tất nhiên của vật lý thôi. Cho nên, sống giữa trần đời này phải phấn đấu này, phải tranh hơn tranh thua này, phải đạt người khác để lên này. Và anh có quyền lừa gạt, anh có quyền sống ác độc, anh có quyền dối láo, không đặt nền tảng nào biết gì trong đời sống cả, mà chỉ có một việc thành công hưởng thụ là trên hết. Cái chủ nghĩa này chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa di vật. Và nếu ta được nuôi trong một cái môi trường như vậy 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, thưa quý vị, mắt ta nó nhìn vào mọi thứ nó đều thấy điều này, không thấy gì khác được cả. May mắn thì có thể là một sớm tình cờ nào đó mình vẹn được cái bức màn đó, mình nhìn ra phía sau của cái nhìn thực dụng duy vật như vậy, mình còn thấy được cái chữ tâm linh nhất định, thấy giá trị của đạo đức nhất định, mình có được cái văn hóa ở chiều cao, rồi đôi khi mình có thể thăm dò vào những định nghĩa khác nghe. Nhưng mà thông thường cái định kiến của một loại kiến chấp này thưa các vị có khi không dễ ngộ, không dễ ngộ nữa. Các vị đọc vào những dòng chữ viết của xã hội chủ nghĩa, người ta viết về cái cơ chế tự do ngày xưa thưa các vị, thì các vị sẽ nhận ra điều này. Rồi các vị đọc vào những loại truyện ký ngắn dài của những người được nuôi dưỡng trong cái cơ chế trước 70 năm về trước, các vị thấy tự nhiên hai dòng văn học nó khác nha. Hai tâm thức khác biệt, hai dòng văn học khác biệt, hai cái chất liệu tâm hồn nó khác biệt vô cùng. Đọc về nỗi buồn chiến tranh của anh chàng gì là bộ đội miền Bắc viết đó, các vị cảm nhận được điều rằng là dường như dù rằng là họ có được chút ít trí tuệ, có được cái cảm xúc rất là người, thế nhưng mà nó cũng không thoát khỏi được cái sự hạn chế trong cái môi trường giáo dục như vậy. Nó là như vậy, vấn đề này chúng ta không có bàn nhiều, nhưng mà mình vận dụng một chút để thưa nhau rằng, thưa các vị,
cái nhìn của chúng ta nó luôn có cái định kiến nhất định tùy vào cái mức độ nuôi dưỡng tâm thức trí tuệ của ta. Sâu hơn, tâm thức và trí tuệ chúng ta nuôi dưỡng hiện đời nó còn có một cái loại là chủng tử nhiều đời nhé. Đa phần chúng ta xuất gia được, nó không phải là từ cái môi trường giáo dục của xã hội, mà nó còn là từ cái môi trường giáo dục gia đình. Đa phần một số các vị, các thầy, các cô xuất gia được đều là kế thừa cái văn hóa truyền thống gia đình là tinh Phật, tinh Pháp cả. Rất lâu đời. Điều thứ hai, ngoài những cái tầng cảnh này, thưa các vị, chúng ta còn có một loại chủng tử tu lâu đời nhé. Nếu không có loại chủng tử tu lâu đời, thưa các vị, không thể nào vượt thoát được cái sự ràng buộc, trói chặt của một loại giáo dục xã hội, giáo dục học đường, làm thành cái nhìn rất là thực dụng của đời sống tăng sĩ. Nó là như vậy. Nó là như vậy. Không khác được đâu nghe. Nếu không có chủng tử lành từ con đường tu tập của gia đình, của văn hóa, truyền thống và của nghiệp thức ta đã từng tu, thì các vị lây quay không vượt thoát được cái nhìn vô cùng là thực dụng, chỉ biết lợi, chỉ biết danh, chỉ biết hưởng thụ, và dường như là mở mắt để nhìn được những vị thiên sứ chung quanh thì không thể. Đây là cái nhìn tà kiến mà mọi người đều có nghe. Rồi thế nào là tánh kiến? Dường như mình đã nói điều này nhiều lần. Thưa các vị, có được cái niềm tin nhân quả được gọi là tánh kiến. Tin vào giáo pháp Đức Phật dạy là tánh kiến. Tu học để có thể ứng dụng vào đời sống chúng ta, để thực tập được những điều Phật dạy là chánh kiến nha. Đây là nhiều nét cộng vào để nó thành tựu được cái nhìn của chúng ta, để chúng ta tiếp xúc được với những vị thiên sứ chung quanh đang hiện diện từng phút giây của đời sống. Các vị nhìn vào, các vị nhận ra thiên sứ đang báo động rồi. So với năm trước, ta già hơn một chút. So với 20 năm trước, ta già hơn một chút. So với những năm ta còn ngồi ghế học đường, năm nay dường như cái trí nhớ ta nó hơi mụ rồi. Học chậm rồi. Rồi nhìn sâu một tầng, nhìn ra rằng là dường như lòng mình càng ngày càng buồn hơn, càng phiền não hơn, càng ganh tị hơn, càng cay đắng người hơn, thì biết rằng là dường như năng lực tu tập ta yếu rồi nghe. Vì người ta đang chọn cái con đường đó là đi vào cái nghiệp rất xấu. Và thưa các vị, thiên sứ luôn ở xung quanh các vị, cho nên những thiên sứ hiện diện quanh ta là như vậy. Thế nhưng tội nghiệp là chúng ta chưa nâng tầm nhìn của chúng ta lên đủ để nhìn được những thiên sứ đang báo động, đang khích lệ, đang tạo mọi cái điều kiện gây nên cái niềm cảm hứng để cho ta định hướng con đường thành đạt được thánh trí. Gần nhất là ta nhìn ra để nuôi dưỡng tâm bồ đề từ từng ngày. Đây là nét thứ nhất. Nét thứ hai, mình nói về những thiên sứ đang có mặt. Thêm một phần nữa, cho hết cái này nha. Các vị chịu khó ngồi trễ thêm 50 phút thôi. Cái phần D của vấn đề mình chưa, đó là khác biệt của hiện trí và cái ngu. Khác biệt thứ nhất, mắt thì giống nhau, anh cũng có mắt, tôi cũng có mắt, thế nhưng mà ánh nhìn khác biệt nha. Ánh nhìn là cái gì? Cái bên sau đôi mắt muốn gì, nói gì. Người ta nhìn vào mắt của bạn hữu, người ta biết là anh muốn gì, anh nói gì chứ. Các vị ngồi chơi với một người bạn mà thấy anh cứ lâu lâu anh nhìn cái đồng hồ, biết rằng anh muốn là mình đi về, không phải vậy không? Rồi thế rồi có những đôi mắt phần vô, nó nhìn mình, nó đi soi vào mặt mình, nó nhìn vào thân thể mình thì nghe nhột nhạt, cho nên mắt thì giống nhau nhưng ánh nhìn thì tùy vào cái sự điều tiết của nội tâm nghe. Cũng có mắt đó, thế nhưng mà với ai? Với Phạm Thiên Thư, ảnh đi ngang con đường cũ, ngày cô ngõ còn đi qua đi về, thì ảnh 10 năm rồi ngõ, 10 năm rồi ngõ, chi nữa?
Tình cờ qua đây cây xưa vẫn ngày phơi nghiêng nắng rám đỏ. 10 năm rồi ngọ tình cờ qua đây cây nghiêng vẫn gầy nằm nghiêng rám đỏ. Chúng ta thì thấy cây nghiêng, cây sơ sài rụng lá và buổi chiều rám đỏ chúng ta thấy bình thường có gì không? Thế nhưng mà một nhà thơ đã từng lung lay trái tim vì một cô nàng học sinh đi ngang nhìn vào thì thưa các vị, những lời đó đâu phải là lời của chữ nghĩa được lấy ra xếp lên mà nó lời từ trái tim. 10 năm rồi ngọ tình cờ qua đây cây xưa vẫn gầy nằm nghiêng rám đỏ, nó nghiêng ngã nó rám đỏ trên phủ trên cây. Các vị đọc thì các vị nghe xúc cảm nó đi vô từng con chữ. Thế thì xưa đại chúng mắt thì giống nhau nhưng cái nhìn nhà thơ khác, cái nhìn bà phu ta khác, cái nhìn của những người có tu học thì thưa các vị, họ nhìn thì họ định hướng được cái khuynh hướng là đi vào chiều hướng để thành tựu bậc hiền trí. Các việc là vậy nha. Điều thứ hai, phân tích để các vị thấy rằng là mắt của kẻ ngu và người trí nó khác biệt từ cái gì vậy? Từ nghiệp nha. Nghiệp nó làm mình khác biệt. Điều thứ hai là từ tư duy. Nghiệp là mình muốn nói về những loại chủng tử mình đã có trong quá khứ, cho nên nó tạo thành cái nhìn của người hiền và người không hiền, tức là cái trí và người ngu nó tạo thành từ cái nghiệp. Đây là mình nói về nghiệp thức của quá khứ tạo thành. Thế nhưng đừng tưởng nghiệp là cái gì đó cố định mà ta có quyền sửa sang, ta có quyền chỉnh lý, ta có quyền làm thành tựu. Tất cả những cái công năng mà ta muốn nghe, do vậy cho nên thưa các vị, ta có quyền đổi nó từ cái nghiệp rất ư là vụng về thô xấu trở thành một cái loại tư duy tốt lành để định hướng cho đời sống ta. Cho nên nếu gọi rằng sự khác biệt của người ngu cái trí thì thưa các vị, một cái là ta hạn chế do nghiệp, một cái là tự ta làm thành. Điều thứ ba nữa đây, khác biệt mà ta nhận diện được đó là thưa các vị, từ ánh nhìn của các vị nó làm thành cái chi, làm thành định hướng. Thưa đại chúng rằng là khi chúng ta có được cái trình độ văn hóa nhất định trong cách ứng xử, tự nhiên cái nhìn của mình nó làm cho người đối diện với mình, tiếp xúc với mình rất dễ chịu, không cảm thấy ngột ngạt, không cảm thấy khó chịu, không cảm thấy bị soi mói vào tự thân người ta. Đây là có chút văn hóa người ta đã định hướng cái nhìn nó trở thành sáng trong. Cái từ ở trong tiếng Hán gọi là thuấn mục nghe, cái nhìn rất đẹp, rất lịch sự, rất nhã nhặn, vừa cảm thông nhưng mà cũng vừa tôn trọng. Còn cái nhìn phàm phu ít học thưa các vị, nhìn soi mói, nhìn là người ta nhộn nhạt, nhìn khó chịu. Cho nên định hướng cái nhìn thưa đại chúng rằng nó tùy vào năng lực văn hóa của ta, trình độ học hiểu của chúng ta. Đây là cái năng thứ nhất. Cái năng thứ hai, cái năng lực tu ta thưa các vị, nó định hướng cho đời sống có hàm nghĩa rằng là cũng cái hướng nhìn như vậy, cũng đối tượng như vậy, cũng con người như vậy. Thế nhưng mà mọi đối tượng có bị tiếp xúc bằng cái nhìn ấy, nó trở thành cái chi? Thành năng lực nuôi dưỡng tâm từ, thành sự phát triển trí tuệ, dắt dẫn tâm thức đi vào con đường tu. Cho nên thưa các vị, định hướng đời sống từ cái nhìn của chúng ta có hàm nghĩa rằng mà ngoài cái nhìn bình thường, nó còn là một cái nhìn có nội dung của sự tu tập làm nền, có tư duy, có tu tập, có quán chiếu làm nền. Cho nên nó định hướng một đời sống thăng hoa trong từng cái tiếp xúc của các vị. Nếu mà mình không có đạt đến cái chiều kích này thì cái nhìn của mình nó luôn tắm diễn ngang. Điều thứ tư là ta có quyền. Có hàm nghĩa rằng là các vị có quyền quy nhất định đối với cái nhìn của các vị ngay bây giờ về sau. Các vị muốn rằng đời sống tu mình được nuôi dưỡng bằng năng lực chánh niệm. Các vị muốn đời sống tu mình được nuôi dưỡng để thăng hoa từng ngày thì cũng cái nhìn như vậy, cũng tiếp xúc như vậy, cũng
gần gũi những người như vậy, nhưng mà các vị nhìn ra cái chiều hướng tích cực để các vị tự nuôi dưỡng mình. Nếu không khéo thì cũng con người như thế, cũng trang kinh như vậy, cũng quyển tiểu thuyết như vậy, cũng cảnh trí như vậy, nhưng mà nó lại đưa chúng ta đến cái con đường là chìm đắm bất an, hệ lụy và đầy thị phi, đầy chán ghét. Cho nên thưa đại chúng rằng là nếu mình có tu học lòng và cái nhìn, thì điều thứ nhất xin các tưởng rằng là các vị nhận diện ra rằng là thiên sứ đang có mặt quanh ta, báo động cho ta để mình nuôi dưỡng đời tu của mình từng phút từng giây. Điều thứ hai, nếu có tu tập từng ngày thì các vị cái nhìn của các vị tự nhiên trở thành trong sáng, đẹp đẽ, cao quý. Và khi có cái nhìn như thế này thì phẩm giá người tu ta, thưa các vị rằng là không cần ai tu bên cả mà tự nó lên cao. Điều thứ ba, từ cái nhìn này đã đến cái chiều sâu của công phu tu tập thì người ta gọi cái nhìn này là gì? Là tri kiến Phật nghe, tri kiến Phật. Tóm lại, khác biệt của hiện và trí không phải khác biệt ở con mắt dài, con mắt ngắn, con mắt sáng hay con mắt tối, con mắt biểu lộ cái điều gì, một mí, hai mí gì cả, mà cái điều quan trọng là làm hiện trí và cái ngu nằm ở trong nội dung sao ánh nhìn của các vị. Điều thứ hai, sao ánh nhìn ta có quyền điều chỉnh nghe. Ánh nhìn thì giống nhau, đôi mắt thì giống nhau, nhưng ta có quyền làm cho ánh nhìn của chúng ta, tức là nội dung của cái nhìn ta theo với sự mong muốn của ta. Cho nên cuối cùng là xưa đại chúng, ta có quyền quy nhất định với những điều cần thiết ta muốn làm. Dừng ở đây. Xin cảm ơn quý ni sư, cảm ơn đại chúng.